Thưa các bạn, hôm nay cuối tuần và hôm nay mình mới có thời gian để ở nhà dọn dẹp nhà. Và sau đây chúng ta sẽ bắt đầu đi dọn dẹp nha. Chào các bạn, trên là mình hiện tại là chiếc Note 8 và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn những vật phẩm mà Note 8 có thể thay thế hoàn toàn trong ngôi nhà của mình. Đó, đầu tiên là hộp bút này. Sử dụng S Pen của Note 8 thì chúng ta có thể để cái hộp bút này ở nhà luôn. Đó, tiếp đến là cuốn sổ tay. Và Note 8 có thể ghi chú nhanh 100 trang trên màn hình khóa. Vậy thì cần gì chỉ cuốn sổ tay này nữa đúng không? Ứng dụng máy tính trên Note 8 thì có thể thay thế hoàn toàn chiếc máy tính rất là nặng nề này. Đó, mang đi rất là phức tạp. Và đây, pin dự phòng. Các bạn có thể sử dụng Note 8 cùng với các OTG tặng kèm để có thể sạc pin cho những thiết bị điện thoại khác. Ở đây các bạn đừng lầm tưởng là đi phone nha, mình sử dụng để chạy một vài cái vận dụng nhỏ như là len dành cho mobile này. Đó, Note 8 thì có zoom 2x thì không cần chiếc len này nữa. Và đây là thẻ nhớ này. Đó, và đây là spinner để giải trí nhé. Tuy nhiên sử dụng Note 8 chúng ta có thể giải trí hay hơn nhiều với chip rất là mạnh. Còn tiếp đến là chiếc tai nghe, mình đang sử dụng chiếc Note Audio này. Đấy, mình sử dụng Note 8 để nghe ra ngoài luôn, cần gì tai nghe nữa đúng không? Đấy, sử dụng Note 8 để thay thế luôn chiếc loa Bluetooth này. Đó, ok. Và mình sử dụng cái đầu này để tắt cả. Tuy nhiên thì Note 8 mình chơi nhạc luôn trên Note 8 thì không cần mang nó nữa. Ok, ở đây mình có hai chiếc điện thoại, một chiếc là BlackBerry, một chiếc là Nokia, rất là cổ rồi. Sử dụng Note 8 có hai sim nên mình sẽ để hai chiếc điện thoại ở nhà luôn. Và đây là hộ chiếu của mình. Hộ chiếu của mình sẽ được lưu giữ thông tin trên Note 8. Ok, không cần mang hộ chiếu nữa. Và tiện thì nói đến máy ảnh. Rồi. Máy ảnh là thứ đặc biệt nhất trên Note 8. Ở đây mình có chiếc Sony A7 rất là nặng nề và mình sẽ không mang đi nữa, mình sẽ sử dụng Note 8 luôn. Và đây là chiếc lens của nó, Sony 551.8, là chụp xóa phông cực kỳ đẹp, chân dung cực kỳ đẹp. Tuy nhiên Note 8 có xóa phông và mình sẽ để luôn nó ở nhà. Và đây là hai chiếc đồng hồ mình đang sử dụng, một cái là đồng hồ truyền thống, một cái là đồng hồ thông minh. Đó, Note 8 thì mình có thể xem giờ luôn và thì cũng không cần chiếc đồng hồ này nữa đúng không? Ok, và đây là cái ô, cái ô. Đấy, các bạn đi ngoài mưa thì sẽ cần ô để che thế điện thoại. Tuy nhiên Note 8 có chống nước, chúng ta bỏ cái ô này ở nhà luôn. Và đây là xịt mũi, đó các bạn có thể biết sốt xuất huyết thì đang hoành hành đúng không? Mình sẽ sử dụng luôn ứng dụng đuổi muỗi trên Note 8 để đuổi muỗi luôn mà không cần chiếc bình xịt muỗi này nữa. Ok, và đây là chiếc MacBook của mình. Rất là nặng nề cồng kềnh đúng không? Đó. Tuy nhiên mình sử dụng Note 8 để có thể lên Facebook, lướt web luôn mà không cần đến chiếc MacBook này nữa. Cái này, cái bạn để đây là gì đúng không? Tuy nhiên thì cái này nó cũng không thay thế được Note 8, tuy nhiên nó kết hợp với Note 8 để có thể tạo nâng nhiều cảm xúc hơn cho anh em. Đó. Và đây là người khổng lồ xanh không? Thì mình nghe tin đồn là Note 8 cũng có phiên bản đặc biệt của anh chàng này, mình để đây luôn. Và cuối cùng là chiếc đèn mình đang sử dụng để quay phim với các bạn. Đó, chiếc đèn. Và sử dụng flash trên Note 8 thì chúng ta không cần đèn nữa. Ok, và trên đây là những cái vật phẩm mà mình cho rằng là Note 8 có thể thay thế hoàn toàn được trong ngôi nhà của mình. Và nếu các bạn thì sao, các bạn hãy chia sẻ nhé. Ok, cảm ơn các bạn.